tại thì mọi người cũng đến đây rất là đông, và mình cảm nhận thấy rằng là cái sự đón nhận của họ rất chi là tuyệt vời. Mà mình cũng đã phỏng vấn một số anh chị em rồi, các cô cảm thấy bảo là rất là vui luôn. Cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà đón nhận được cái món quà tinh thần như thế này này. Và đây cũng là cái động lực để cho nhóm của mình sẽ trong tương lai sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Và sẽ cùng nhận sự rất là mong muốn nhận được cái sự ủng hộ của tất cả các nhà hảo tâm giúp đỡ đoàn thiện nguyện của mình. Mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa để mang được những cái hơi ấm tình thương này đến với những hoàn cảnh khó khăn. Như ngày hôm nay, những hình ảnh này mọi người có thể nhìn thấy rằng là người dân ở đây còn đang rất cần thiết và họ đang rất là thiếu thốn rất mọi thứ luôn ạ. Thời tiết không ủng hộ mình rồi. Mọi người đang chọn đồ nhưng mà trời lại mưa mất rồi. Đấy, anh em lại cùng nhau khuân vác vào trong nhà đây. Ôi dồi ôi. Cái bóng không cần đâu, không ướt đâu. Lúc sáng ở chợ mưa to thế. Bé bé xua trong khóc nát chả, ít chả lỏ nền tua. Thầy cho lỏ nát xuống cho, mấy chị lỏ nát xuống đâu. Thôi không ướt rồi. Vào nhà đi. Không mưa rồi. Thôi trời này chắc là cũng chỉ mưa tầm này thôi, nó không thể nó mưa to đâu. Tí nó cũng ướt hết đấy. Không mưa rồi. Ướt một tí cũng được, không vấn đề gì cả. Thế gạo mì tôm được lắm rồi. Gạo mì tôm này. Ngày trước cũng có rồi, chết mất rồi đúng không? Chết mất rồi. Chăn lợn thì lợn chết, chăn gà thì gà chết, tay niên thì chán mới chịu được. Được con bò về thì chết cả bò này, phải chán chán đài thật đấy. Đúng là kính rồi. Mẹ khảo cho tả lấy sát ở nhót thì chả thua mình tốt phay thua bếp bao đi bò. Lại tạnh mưa rồi, lại chọn. Lại chọn được rồi, lại tạnh mưa rồi mà. Không mưa các bạn. Cứ chọn đi cho thoải mái, lấy một cách thoải mái đi. Không mưa đâu. Không mưa nó chỉ mưa thế thôi. Cứ chọn đi để cho mọi người chọn lấy cho nó thoải mái đi. Bây giờ thì số mì tôm của mình sẽ bóc ra và chia ra mỗi một gói nhỏ ấy, cho mỗi một hộ dân, bởi vì là cái số lượng mì tôm nó còn ít quá, không đủ cho mỗi hộ một thùng được mà. Nên là phải bóc ra. Đoàn của mình đang cùng nhau giúp đỡ bóc ra để chia cho các hộ gia đình. Mau, xong phải đến thời gian cho nó lo rồi. Mà đến thời gian cho nó chào chạy vô không? Đâu rồi xem nào. Thanh niên này còn có vũ khí theo đâu rồi. Quả đóng cả đinh luôn à. Ôi giời ơi, được ấy nhở. Được, 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 được. Nhìn nãy mình lại cứ tưởng cái bình tông đựng nước. Tông là. Hóa ra là cái sảng. Này phải trưng ra giữa sân kìa. Được, được, được. Sảng to tay rồi cái này. Này, đội quân này chắc là không được chơi đâu nhở. Em có mà. Sảng. Ôi giời, anh ngày xưa loại anh chơi ghê lắm. Học có bé.
Đây là còn mặc váy là còn không mặc quần đấy, còn có những cái người còn mặc cả quần mà cả váy. Thì mình cũng không mặc cái váy thì là có gì. Quay chưa? Hả? Quay rồi, quay rồi. Để bạn phát mì tôm luôn. Ừ, bảo mọi người đi, bảo mọi người đi nhá, kính nhá. Đây bây giờ mình lại nhờ kính phát mì tôm cho các hộ gia đình, bởi vì là mình không biết mặt các gia đình. Nên là mỗi một nhà một người thôi. Mỗi một nhà một người thôi để ra nhận đi. Mọi người nếu mà còn có cái gì khó khăn nhiều nữa thì cứ nói với đoàn của bọn cháu bọn em nhá, để có thể là lần này bọn em về bọn em lại cố gắng kêu gọi nữa nhá. Lò chua chua tay na cho anh đi lão à lão tôi lão thứ chị bé lò bé à cha này xinh như nào đó đó nè mà chị tay mồm này à năn cái khác à qua điện nguyên đường nói ra gì ra gì chị nghe cô lá phan đi đâu à? Đâu là đâu? Đi cá mà lòng cá đi bên chỗ cá mà lòng cá nào? Nè, thảo đưa cho mẹ nhá. Này, hàng cầm cho mẹ đây. Như quả bình tông đựng nước, quả sảng a cái nhỉ? Đây mới đánh được. Đẳng cấp. À, hôm nay đoàn đi vào đây là được em Hạnh em nấu mèn mén cho này. Chị Ngọc đang thử à? Đây em xem này. Các bạn ơi, là đầu tiên tớ được trải nghiệm cái món gọi là gì? Mèn mén. Mèn mén à? Nấu từ ngô, bột ngô đúng không? Từ thử chị. Ăn bằng được không? Cảm nhận đi. Nó như thế nào? Ngọt hay là nó mặn hay là nó như nào? Không thấy có vị gì. Có vị gì à? Thế để em đi vào thử một tí đi xem nào. Nhưng mà tôi nói là tôi ăn cái này. Thế em bọn em đi sau. Là tôi không ăn được. Nhưng mà này ăn không được. Không được. Chị đã thử không? Bình thường thôi. Đây rồi. Có gì đâu. Hey. Đây nồi mèn mén của em Hạnh em nấu cho đây. Đây. Cho Hiệp búa tí nào. Một tí thôi. Mềm nhiều mến quá không ăn được hết đâu. Nơ cái tay ra. Mèn mén này là chan canh canh xương ấy. À, lại phải có canh xương nữa là mới ngon đúng không? Chan canh vào hả? Ừ, chan canh xương vào là mới là ngon. Có xương chan canh có xương ngon đấy. Ừ, đấy. Không hề có nước đậu cũng được. Đây gọi là lần đầu tiên trong đời chị biết cái món mèn mén. Đi một tí đi về nhà ăn nhá. Đi. Mấy người lấy một bác con về nhà xong rồi lấy. Chưa biết bao giờ về thả lẩu, thả lẩu. Mình nấu ra. Tí nữa mà đi ăn lẩu. Lẩu mèn mén rồi. Lẩu mèn mén. Có nước cơm mà. Ô cái nước lẩu ấy chan rồi ăn ngon đấy. Hợp lý hợp lý hợp lý. Chan vào đấy. Cái này có sao nôn ra. Quay lên một phòng. Cái này mình ăn. Cái này phải chan nước xương từ thật. Từ là nó sẽ có mùi vị. Chắc là cái gì nó cũng có cái ngon của nó nhưng mà phải tờ thưởng từ từ. Nếu mà nói theo người kinh sẽ gọi là ăn chậm chậm thì nó sẽ ăn chậm thôi. Mình cứ nhai từ từ. Đấy, từ nãy giờ. Có vị ngọt, có vị ngọt về cái ngô trắng cơ. Có vị ngọt về ngô trắng cơ. Ngô nếp, ngô nếp đấy đúng không? Ngô nếp cái không phải ngô nếp mà cái là ngô trắng nếp ấy. Ngô trắng ấy. Ngô trắng không phải nếp à? Không phải nếp. Đây cũng là cách biến tấu gọi là để làm thực phẩm mình hàng ngày đúng không? Khi mà không có gạo lại bắt đầu là phải biến tấu những cái ngô khoai sắn của mình để làm cái thực phẩm hàng ngày. Đúng rồi. Hả?
Cái này là mình giã lấy là nghiền đấy. Nghiền. Nghiền. Ngày xưa này xưa cũng nghiền thôi. Nghiền nhưng mà lấy cái khối đá to to kia mình làm đấy. Nó sai đấy. Sai đấy. Thế là gọi là sai. Nghiền. Tức là bà cụ bảo là ăn là... Đây cái này đây. Không phải ăn cái này đâu. Phải mà, bà cụ ăn cái này mà. Cái này đây. Bà cụ ăn cái này mà. Đúng cái này đây. Kinh là gọi là ngô đồ đấy. Ở nhà là phải mua trừ nhau. Ông nào khỏe đấy bác, ông nào chỉ được đường thì tốt. Đây hai anh hôm trước mình vào nhà nhà bà cụ, hai anh hôm nay ra rất là sớm, 7 giờ đã có mặt ở đây rồi. Đang tâm sự hai anh tí. Thế à, nhé chị lò na là cứ mở ga tuôn lên, cứ thắt lên thoải mái mà. À chị lò na cứ phát ga tuôn, thắt thoải mái mà. Phát tạo phát ga tuôn nào. Mưa lúc nào tôi bấm lên. Hạnh ơi, cái đồ này phát cho mọi người rồi thì em cứ để ở nhà em, nếu mà chiều mà có chiều ấy. Ừ, có ai ra thì mình lại phát cho người ta nhá. Không tí nữa cái này chắc chắn là mình sẽ lấy một hai túi hay là ba túi rồi. Cho bạn hai bạn đi học rồi rồi, rồi. Đồng ý. Ừ. Đấy đúng rồi. Dành cho hai bạn sẽ, ít nữa. Mình sẽ mang đi tận nhà cho nó. Vì mưa bố con nó không vào được ấy. Đi bộ cái đường mình đi này nó không vào được. Nếu mà nắng như hôm trước thì anh em mình đi thoải mái đúng không? Ừ, nhưng mà mưa. Đúng rồi. Mưa như thế này vào tôi chắc là tôi chịu chết. Giờ đi không đi được ấy. Chắc tôi có chịu, tôi có lái được xe cái đường tôi chịu rồi. Tôi cũng không dám ngồi đằng sau ông đâu. Tôi con đường mới kinh khủng luôn. À, mọi người ơi, vừa rồi thì đoàn của mình cũng đã phát được quà cho mọi người dân ở đây rồi. Và một chút nữa mọi người ăn một gói mì xong là mọi người sẽ phải đi về thôi, bởi vì thời tiết ngày hôm nay mưa quá nên là đường rất là xa, 80 cây, nên đoàn mình sẽ về sớm, không thể về muộn được để nó an toàn hơn. Đây đi lên đây xem mấy em đánh sảng này. Ôi giời ơi, đánh như thế thì làm sao mà ăn được. Có chào bà nhá, em chào anh. Để quay anh em chơi cái trò này một tí nào. Lâu lắm không nhìn thấy rồi. Vẫn ấn tượng quả sảng của em áo hoa này. quả sảng ác ấy. Đừng hút vào mặt của chú nhá. Không ăn được rồi. Cái này thì anh quay anh phải đi xa kiểu như nó quật cho dây vào bay. Vâng. Cái kia bằng gỗ gì anh? Cái quả sảng của anh ấy. Cái đấy là gỗ gì đấy? Ai ra quả này giọt được ấy. Ui ra quả này ác ấy nhở. Được đấy. Con quay. Cái này nó mềm, nó mưa nhỉ. Cái mà nó không mềm cơ, đánh mới sướng. Cái này nó xoay không tít mấy. Nào chơi luôn. Ui giời ơi, sao cho vào là lưng thế này. Tiếp tục đi. Nào. Ông nào thắng đây. Ông áo vàng thắng rồi. Thế em cậu áo hoa này chơi đi. Chơi mạnh vào. Nào. Ôi giời ơi, ăn rồi. Xuống rãnh rồi. Trò chơi dân gian đây. Đây đoạn của mình hôm nay đi ăn sơ sài thế này thôi. Mì tôm này, mì tôm với xôi. Quay cả mèn mén nữa. À, ăn cả mèn mén luôn à. Tại vì đoàn mình sẽ không nấu ăn đâu, bởi vì đông quá với lại mất thời gian quá, nên là mình mua tạm xôi để ăn cho nó dễ.
Thế ra đấy xa không ở anh? Cái dốc cao, dốc cao nhất. Ừ, anh em ăn đi. Hai đứa này không ăn à? Ăn đây, mấy anh em đang pha mì tôm này. Nhưng mà cảm thấy nó ý nghĩa đúng không? Không như thế này thì làm sao mà cùng nhau ngồi ăn mì tôm thế nhau này được. Nước ở trong phích còn nữa mà. Em bé nóng. Đi vào ăn xôi bọn em chị. Hạnh, bảo các bé đi vào đi, pha mì tôm ăn này với các cô nữa. Nhìn cái này nhớ thời cách ly này. Đêm 3 giờ xem đá bóng xong là lại dậy ăn toàn mì này. Được cách ly cho nó lâu 21 ngày. Ôi hiện tại anh em mình ăn uống xong rồi nhưng mà kính ơi anh bảo này kính ơi nhá, bây giờ này anh thì cái hôm nay thời tiết nó đường nó rất là khó đi ấy, nên là hiện tại những cái đồ đà gạo này mì tôm này ở lại đây ấy thì là em chủ động nhá, hai vợ chồng chủ động nhá, là hôm nào vào trở vào chỗ nhà bà cụ ấy xong là cái đây em cầm tiền này nhá. 200 này là của bạn là Nông Đức Đoàn. Bạn ấy bảo là gửi thẳng cho bà cụ là tiền mặt luôn. Thế là em cầm nữa là hôm nào em vào em đưa cho bà giúp anh nha. Bởi vì hôm nay thời tiết nó cũng rất là khó. Bọn anh cũng sợ nó về tối nữa nên là em cố gắng hết sức giúp đỡ anh nha. Nha. Em cũng nhờ anh gửi cho bà 200. Cho bà đúng không? Cho bà. Anh gì nhỉ? Anh tên là gì nhỉ? Em tên Hải. À anh Hải nha. Xong là kính Hạnh nhá, kính với Hạnh cố gắng nhá. Hôm nào đưa bà cụ bảo là có một số anh em cũng hảo tâm ấy, cũng có một chút mua sữa thì là em cầm vào xong là anh cảm ơn nhá. Ừ còn có đây là của cái gì nhỉ? Cái quần áo của cái bé Đinh gì ấy nhỉ? La Văn Đinh và La Thị Thảo ấy. Ừ đấy cô giáo bảo thế nhá. Anh bắt tay cái anh chúc sức khỏe em nhá. Anh cảm ơn hai vợ chồng nhiều nhá. Hôm nào ừ cái áo ấm ấy thì cho cái chú mà đấy có áo ấm nhá. Xong là em đưa lại cho bà với lại mọi người giúp bọn anh nhé. Thế nhá. Ừ, có dịp khác bọn anh lại vào nhé. Chúc vợ chồng em sẽ sớm thành công hơn nhá. Hôm nào có thời gian nếu mà ra đi chơi rẽ xuống anh nhá. Cứ alo xong là xuống anh chơi. Bà nhá. Chào tất cả mọi người đây. Các cháu xin phép là đi về đây. Như vậy là chuyến thiện nguyện của đoàn anh em mình cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ tất cả anh em chuẩn bị đi về nhá. Chào tất cả mọi người và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người đến tem Hiệp Thái Nguyên Vlog nhé. Xin chào tất cả mọi người.